Thưa quý vị và các bạn, khi đi ra đường, mọi thứ đều kết nối Internet. Và ngay cả là khi về nhà, ngôi nhà cũng không tách rời Internet. Chỉ cần một cái chạm tay trên màn hình điện thoại là có thể điều chỉnh được hệ thống đèn, rèm cửa hay là bình đóng lạnh trong nhà. Có thể thấy là công nghệ đã thay đổi lối sống của con người rất nhiều. Và chắc chắn điều đó chưa dừng lại. Theo đánh giá của giới chuyên môn, một trong những xu hướng công nghệ nổi bật của năm nay sẽ là Internet of Things, tức là Internet kết nối vạn vật, từ được viết tắt là IoT. Dù là khái niệm Internet of Things đã ra đời cách đây 17 năm, nhưng đến khi mà nó sắp trở thành một xu hướng hot trên thế giới thì chắc là cũng không có nhiều người biết nó, bởi IoT hơi trừu tượng và khó liên tưởng. Nhưng cách dễ hiểu nhất về Internet of Things là hãy tưởng tượng tất cả những gì bạn đang sử dụng trong cuộc sống hàng ngày đều được kết nối với Internet. Người dùng có thể kiểm soát mọi đồ vật của mình qua mạng chỉ bằng một thiết bị thông minh như là smartphone, máy tính bảng hay điện thoại thông minh. Thậm chí con người có thể ủy quyền cho các thiết bị tương tác với nhau mà không cần tác động của chúng ta. Những sản phẩm có tích hợp IoT có thể nhiều người đã sở hữu là đồng hồ thông minh hay những thiết bị thông minh trong gia đình như tủ lạnh thông minh. Sản phẩm mà khi chúng ta đi ra ngoài cũng có thể xem trực tuyến để biết trong tủ lạnh đang có những thứ gì. IoT sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nó thay đổi cuộc sống của con người theo vô số cách, giúp cho cuộc sống của chúng ta tiện lợi hơn. Một bức tranh cụ thể mà IoT mang lại cho chúng ta là tương lai với hệ thống giao thông thông minh. Bạn lái xe trong thành phố và bạn muốn biết bãi đậu xe nào còn trống. Xe hơi của bạn có kết nối Internet. Đồng hồ đậu xe sẽ chỉ chỗ. Bạn chỉ cần chạy đến đó và đậu. Hay hãy tưởng tượng một thiết bị thông minh như camera giao thông thông minh. Camera có thể theo dõi ùn tắc giao thông, tai nạn và thời tiết. Nó sẽ cung cấp tình trạng cho thiết bị tổng hợp thông tin từ các camera, tạo nên một hệ thống giao thông thông minh khắp thành phố. Chẳng hạn, khi hệ thống giao thông thông minh dò tìm thấy tai nạn giao thông gây ùn tắc gần sân bay và trường học, nó sẽ gửi thông báo để bên liên quan điều chỉnh lịch trình chuyến bay cũng như thời gian học, đồng thời phân tích các tuyến đường xung quanh vụ tai nạn để gửi về hệ thống, hướng dẫn đường đi phù hợp cho các tài xế khác.